Ta gọi người trưởng lão chưa hẳn đã xuất gia, tu chứng nghiệp lành này phân biệt ở chánh hạnh. Sư sư kinh Pháp Cú Nikaya có ghi đoạn này là lời dạy của Đức Thế Tôn. Thưa sư, như vậy có phải người áo trắng, người Phật tử tại gia cũng có thể tu chứng và cũng có thể trở thành bậc trưởng lão không thưa sư? Nó có hai vấn đề mà sư cần phải nói ở đây. Thứ nhất á, là bản dịch này có vấn đề. Bản dịch này có vấn đề. Nếu như quý vị nói đây là cái bài kệ Pháp Cú á, thì bản dịch này có vấn đề. Nó dịch sai. Bởi vì sư không tìm thấy cái đoạn kinh Pháp Cú tương ứng ở đâu. Và khi mà sư tìm ở trên Google á, thì thấy là cái đoạn dịch này là của liên quan đến Thích Thông Lạc. Và sư chợt nhận ra là cái chuyện mà cái vị này dịch thường xuyên hiểu sai kinh. Và bây giờ dịch kinh nữa thì cũng không biết là lấy ở đâu và dịch ở đâu. Cho nên cái khả năng mà vị này đọc sai, hiểu sai và dịch sai nó là chuyện thường xuyên. Thành ra là cái độ tin cậy của bài kinh này thì không đảm bảo. Tuy nhiên trong kinh Pháp Cú thì có một cái đoạn nói về vị trưởng lão như thế này mà ngài chánh thân ngụy dịch. Đó là kệ Pháp Cú số 260 và 261. Đây. Mặc dầu đầu của vị ấy bạc tóc, không thể trở thành trưởng lão vì có tuổi đã được chín mùi ấy gọi là già vô vị. Sự chân thật, sự đúng đắn, việc không hãm hại, việc chế ngự, việc rèn luyện có ở vị nào, vị ấy quả thật là bậc sáng trí, có ô nhiễm đã được tẩy trừ, được gọi là trưởng lão. Thì nếu như mà quý vị so sánh giữa hai bản dịch á, cái này là ngài chánh thân ngài dịch sát Pali đó nha. Nếu gì so sánh giữa hai bản dịch thì cái bản đầu tiên á, nó khác xa ghê lắm, nó khác rất là xa. Và nó cái nghĩa của nó đi lệch rất là nhiều so với chánh kinh. Nếu như quả thật cái đó là trích từ câu Pháp Cú 260 và 261. Rồi, cái vấn đề thứ hai là như thế này. Chúng ta có hai loại trưởng lão, hoặc có thể nói là hai loại tỳ kheo. Thứ nhất á, là loại trưởng lão về mặt hình tướng, hình thức, và thứ hai là loại trưởng lão về mặt bản thể. Trưởng lão về mặt hình thức là gì? Tức là một vị tỳ kheo hơn 20 hạ à, hơn coi hơn 10 hạ. Đúng rồi, hơn 10 hạ đã gọi là thê rá rồi. Còn 20 tuổi hạ thì gọi là Maha Thê Rá, tức là đại trưởng lão. 10 hạ thì đã gọi là Thê Rá rồi. Tức là một vị tỳ kheo khi mà đủ số tuổi hạ, nó đủ số hạ lạp thì có thể gọi vị ấy là vị trưởng lão. Đó là vị trưởng lão dựa trên hình thức. Và cái thứ hai á, là vị trưởng lão dựa trên sở chứng. Sở chứng. Trưởng lão dựa trên sở chứng ở đây đó, dựa theo cái câu kệ Pháp Cú, câu kinh Pháp Cú 260 và 261, thì ở đây được kể đến một vị A-la-hán. Tức là đối với trường hợp này đó, trong bài kệ Pháp Cú này, đối với Đức Thế Tôn thì một vị A-la-hán mới được gọi là một vị trưởng lão toàn diện, một vị trưởng lão toàn vẹn. Còn cái vị mà tỳ kheo mà đủ tuổi hạ thì chỉ đơn giản là đủ số tuổi thì gọi là trưởng lão thôi. Đấy. Nếu như vị ấy không có bất kỳ pháp học, pháp hành, sở chứng gì hết. Nên. Và quý vị nên lưu ý một điểm như thế này. Tôi đang nói về trường hợp trưởng lão nha. Ở trong bài kinh Pháp Cú 260 và 261. Đối với một vị A-la-hán á,
thì người tại gia cư sĩ cũng có thể chứng đắc A-la-hán. Bằng chứng là có những trường hợp ví dụ như vợ của vua Bimisara là bà hoàng hậu đã chứng quả vị A-la-hán sau khi Đức Thế Tôn đến và thuyết pháp. Nhưng mà đặc điểm của một vị A-la-hán phàm đó là như thế này: nếu như trong từ 1 cho đến 7 ngày mà vị ấy không xuất gia để sống một đời phạm hạnh ấy, thì vị ấy phải viên tịch. Bởi vì gọi là cái địa vị của người cư sĩ tại gia đó không có chịu nổi cái sức nặng của một vị A-la-hán. Một vị cư sĩ tại gia có thể chứng sơ quả, nhị quả, tam quả, nhưng mà khi lên đến tứ quả đó thì cái vị trí người cư sĩ tại gia họ chịu không được, họ bắt buộc họ phải xuất gia, nếu không xuất gia thì họ phải viên tịch đó. Cho nên nếu mà quý vị hỏi là ở trong trường hợp Kinh Pháp Cú 260 và 261 thì vị trưởng lão Đức Thế Tôn nói ở đây tức là một vị A-la-hán, và người cư sĩ áo trắng thì đương nhiên là có thể chứng đắc quả vị A-la-hán. Nhưng mà sau đó là phải trong hình tướng của một vị xuất gia, tức là trong 1 tới 7 ngày phải xuất gia, nếu không phải viên tịch. Cái thứ nhất, cái thứ hai là nếu như tôi nói thiệt nha, nếu như mà cư sĩ thời nay đó, cư sĩ mà chứng được A-la-hán thì mình không có sanh vào thời này đâu. Nếu cư sĩ mà chứng A-la-hán mình không có sanh thời này, mà mình sanh vào thời Đức Phật. Tại vì sao? Bởi vì một vị cư sĩ có thể chứng được A-la-hán giống như một người đã đi một cái chặng đường đua rất là dài, cả trăm cây số, nhưng mà vị ấy chỉ còn một vài bước nữa là tới đích, tức là chỉ cần bước thêm một bước nữa là chạm vạch đích, thì vị ấy không cần phải xuất gia. Bởi vì đã từ những cái đời trước, từ những kiếp trước, vị ấy đã vun bồi ba la mật, đã tu rất là đầy đủ rồi, tức là ba la mật của vị ấy rất là dày. Và do ba la mật đã dày như vậy đó, nó có hai điểm. Thứ nhất là vị ấy không có lý do gì để mà không xuất hiện vào thời Đức Phật mà phải xuất hiện vào thời này, đúng không? Cái thứ hai là do ba la mật quá dày đó, cho nên là vị ấy không cần xuất gia, mà tại gia cư sĩ vẫn có thể chứng đắc A-la-hán. Nhưng mà do là vị ấy đã tu rất là nhiều rồi, cho nên nếu như mình thuộc cái dạng mà phước nó dày tới mức đó, phước nó rất là nhiều, thì bản thân mình đã sanh vào thời Đức Phật rồi, chứ không có luân lạc cho tới bây giờ đâu. Cho nên đừng có quá tự tin là cư sĩ thời nay có thể chứng đắc A-la-hán. Đừng có tự tin nha, đừng có tự tin đó.